Gundam Buildiverse, một trong những Gundam series chính của năm 2018. Tuy đã gây nên khá nhiều tranh cãi về mặt cốt truyện, nhưng cũng không thể phủ nhận được độ tuyệt vời của các kit mà bộ anime này đã mang lại. Đặc biệt là bộ đôi Double Diver và Double Sky, hai mẫu quay suit chính của bộ phim. Vậy, liệu Gundam Shining Red có giữ được phong độ cao khi nó cũng là mẫu quay suit chính trong bộ manga spin-off hay không? Hãy cùng nhau xem nhé! Xin các bạn! Chào mừng các bạn đến với bài Gameplay Review của Daddy Scanner. Và hôm nay là bài review của mình về High Grade Buildiverse Gundam Shining Red. Bài Gameplay Review lần này tiếp tục được tài trợ bởi các bạn tuyệt vời đến từ Titan Gunplay Shop. Mình có thể đến mua hàng cho một chú thích, các bạn nhớ xem qua nhé. Now here we go. Trước tiên, ở màn trình của hộp ta có thể thấy được tấm hình minh họa khá bắt mắt của Gundam Shining Red cộng với dạng máy bay của nó. Điểm đặc biệt ở đây là nó đến từ bộ manga Gundam Buildiverse Red, chuyển ngoại lệ kể về những người sử dụng Red Decan. Mình thì cũng chỉ biết được đến như đây thôi, tại mình cũng không kiếm thấy bất cứ trang nào để đọc online hết cả. Do đó, thông tin về bộ manga này mình hoàn toàn mù tịt. Ở mặt dưới của hộp là một vài tấm hình minh họa của Gundam lần này, bao gồm các vũ khí và dạng máy bay của nó. Các vũ khí mình có được bao gồm một súng năng lượng, một khiên và một cặp kiếm năng lượng dài và ngắn. Còn bên đây là dạng máy bay với tên gọi là Shining Barkut. Mình cũng đọc đại chứ mình cũng chả biết tên này đọc sao nữa, nghe nó khá là mắc cười. Barkut, Barkut, Barkut. Bên trong hộp bạn có tổng cộng 8 Runner, bao gồm 5 Runner cũ của Shining Gundam và 4 Runner mới của Gundam Shining Red lần này. Ở đây, có một điểm mình cần phải nói, đó chính là Bandai rất hào phóng khi cho chúng ta khá nhiều bắt thừa và bạn hoàn toàn có thể ghép được một phần cơ thể hoàn chỉnh nhờ các bắt đó. Ví dụ, như đây là toàn bộ phần đầu của Gundam Shining Red. Đây là phần ngực, phần súng và hơn một nửa của cái khiên. Kết quả như thế nào thì một tí mình sẽ show qua trong bài review cho các bạn xem và mình nghĩ là bạn có kha khá thứ để sử dụng lại đó. Tiếp theo về màn hình thì mình có thể nói Gundam Shining Red trông hoàn toàn tuyệt vời. Đây quả thật là một sự nâng cấp hoàn chỉnh khi Shining Gundam có một sự thay đổi rất lớn về mặt ngoại hình cộng thêm gimmick chuyển dạng máy bay Barkut. Thêm vào đó, sự phân bố màu sắc cũng là một điểm cộng của Gunplay lần này khi bạn có được sự kết hợp của 5 màu bao gồm đỏ, vàng, trắng, xanh đậm và đen. Các màu sắc được phân bố đồng đều trên toàn bộ kit, khiến Gunplay của bạn vẫn giữ nguyên được màu sắc trong bản thiết kế mà không cần dùng nhiều đến các miếng sticker. Còn về phần sticker thì bạn được cho một miếng bé sĩ, thì theo mình, đây hoàn toàn là một điểm cộng của Gundam Shining Red khi những chỗ bắt buộc bạn phải dán đó chính là phần mắt và phần cảm biến ở trên đầu. Ngoài ra, các phần còn lại đều là màu đen và những chỗ bạn phải dán bao gồm một miếng nhỏ ở phía sau đầu, phần họa tiết ở trên váy, trên gối và trên giáp cổ chân. Như các bạn thấy, cái điểm này nó rất là nhỏ và nếu bạn không thích các loại sticker dán như mình chẳng hạn thì chỉ cần lấy Gundam marker màu đen tô lên cái điểm đó là xong. Tiếp theo là phần biên độ cử động và Gundam Shining Red chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng. Điểm trừ duy nhất của nó có lẽ là phần váy bên khá lớn khi nó hơi cản trở một tí ở phần sọt chân. Ngoài ra, bạn có thể pose được hầu hết các tướng mà bạn có thể nghĩ ra một cách dễ dàng nhất có thể. Trước tiên là ở phần đầu, đầu có thể nhìn được tầm bao nhiêu đây? Khá là cao. Và nhìn xuống được tầm bao nhiêu đây? Khớp vai có thể được đẩy ra phía trước. Phần này của sát vai có thể được đẩy lên để chuyển sang dạng máy bay Barkut. Tay đưa lên khá tốt, khớp xoay ở bắp tay, gặp lại rất tốt ở khuỷu tay, và cổ tay là một khớp bì. Còn về phần thân thì đây là gặp người ra phía trước và sau, nếu bạn gặp nó quá thì nó bung ra luôn. Phía trước bạn có thể cắt nó ra làm đôi để di chuyển độc lập với nhau. Với bên thì như mình đã nói, nó khá là to nên nó sẽ hơi vướng khi bạn chuyển động lên xuống và nó cũng không có ra trước và sau. Với sau có thể di chuyển. Còn đây là cú xoạc chân. Xoay ở bắp đùi. Do phần phía trước và phía sau có thể lật lên nên bạn có thể đá ra phía trước khá là tốt. Còn vân đá về sau cũng tốt tương tự. Khớp đôi ở đầu gối. Cổ chân có thể di chuyển ra trước và sau. Phần bên chân là một khớp bì lớn nên bạn có thể di chuyển nó khá là thoải mái và nó cũng có thể được gặp lại hết cỡ để chuyển sang dạng máy bay. Tiếp theo là phần phụ kiện và đây là Gundam Shining Red với tất cả những gì đi kèm theo với nó. Trước tiên, bạn có một cặp tay nắm và một cặp tay cầm vũ khí. Kế đến, bạn có một cặp kiếm năng lượng dài và ngắn, bạn muốn sử dụng cái nào cũng được. Và khi không sử dụng, chuôi kiếm có thể được gắn vào backpack như thế này. Tiếp theo, bạn có một cây súng năng lượng với hai màu là xanh, đỏ và một miếng sticker màu xanh lá.
phần tay cầm có thể kéo ra như thế này. Và phần đỏ này cũng có thể được lật ra, thì mình nghĩ đây là băng đạn của nó. Cuối cùng, bạn có được một cái khiên. Nó gồm 3 màu là xanh đậm, trắng và hai cánh nhỏ màu đỏ. Trước tiên, bạn có thể lật hai cái cánh của nó ra để tạo thành một cái máy bay nhỏ. Nhìn nó khá là cool với cái đường lằn chìm được thiết kế nổi bật trên nền trắng. Còn ở phía sau, phần tay cầm có thể được giấu vào để chuyển sang dạng máy bay Berkut. Và quá trình chuyển đổi sang dạng máy bay cũng khá là đơn giản. Trước tiên, bạn xoay phần đầu về phía sau, nâng hai phần giáp vai này lên, xoay hai phần chân lại, gập phần bàn chân xuống. Phần súng, bạn đẩy phần tay cầm vào, sau đó trượt nó vào phần khiên, gắn toàn bộ cái phần khiên này vào khớp nối ở trên backpack. Là xong. Và đây là dạng máy bay Shining Berkut của các bạn. Ngoài ra, bạn cũng có thể tái chế được khá nhiều từ đống Runner dư hồi nãy. Ví dụ, như đây là phần đầu và phần ngực của Gundam Shining Break với cái phần nhựa clear. Mình thấy nó khá là hay khi Bandai làm cái phần sừng này thành màu xanh lá cây, cho bạn tự do trong việc sự lựa chọn. Ngoài ra, bạn còn được cho thêm một cây súng năng lượng. Vậy là bạn có đến 2 cây luôn, 2 tay 2 súng, khá hay. Tiếp đến là một cái khiên nhưng thiếu mất cái phần cánh. Và cuối cùng là khá nhiều bắt như ở chân, tay và các phần này đều có thể thay thế cho gameplay của bạn nếu không may gameplay của bạn bị gãy. Vậy là xong bài review, mình hoàn toàn hài lòng với những gì mà Gundam Shining Break đã đem lại cho mình. Thiết kế ấn tượng, biến độ cơ động khá tốt và đặc biệt là bạn có rất nhiều sự lựa chọn với đống bắt thừa mà Bandai đã dành cho bạn. Nếu bạn là một fan của Shining Gundam và bạn rất muốn trải nghiệm lại sự tuyệt vời mà Future Century đã đem lại cho mình, thì Gundam Shining Break có lẽ là một phiên bản nâng cấp mà bạn đang muốn tìm đến cho nó. Nhưng đó là ý kiến riêng của mình, còn các bạn thì sao? Comment cho mình biết nhé. Và bạn nào muốn mua cho mình một em, thì link mua hàng của Titan Gunpla Shop đã có sẵn dưới một chú thích. Liên hệ để được giá tốt nhất đó. Mình là Daddy, và một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian xem video clip của mình. Để lại một like nếu các bạn thích, và đừng quên quay lại để xem thêm cái bài Gunpla review tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.